You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Chào mừng đại gia đình Mua Nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15 quận Tân Bình, sát bên với trục đường Trường Chinh. Căn nhà mình chỉ cách trục đường Trường Chinh khoảng tầm 200m thôi. Vị trí nằm hẻm một xẹt 6m của trục đường Nguyễn Phúc Chu. Và một căn nhà giá rẻ chỉ có hơn 5 tỷ đồng. Hướng chính là hướng Đông Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Thiết kế theo phong cách hiện đại, một trệt 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chúng ta có phòng thờ, sân thượng trước sau giặt phơi đồ. Một căn nhà tặng full nội thất, khá đẹp nha quý vị. Giá rẻ, chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi. Đấy, chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt 4 cánh. Và bên trong có cửa nhôm Sinfa, rèm cửa đầy đủ nha anh chị. Và đây là con đường ngay trước căn nhà mình. Đường rộng khoảng tầm 6m, hai xe hơi tránh nhau, đường cụt, nội bộ, nằm trong khu phố hiện hữu lâu đời của trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15 Tân Bình. Cách trục đường Trường Chinh có khoảng tầm 200m thôi, vị trí gần với đường Trường Chinh và khu vực khu công nghiệp Tân Bình nha quý vị. Chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Căn nhà chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi, hướng Đông Bắc nha. Phía trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách, tặng lại sofa, hai bên tường được ốp nhựa PVC và trang trí trên thì có thạch cao, đèn LED và đèn chùm. Với giá bán vô cùng hợp lý, thơm ngon bổ rẻ. Đấy. Dưới thì được ốp sàn gạch 80 gạch Ấn Độ. Căn nhà vô cùng đẹp, vô cùng sang, chỉ có giá bán 5 tỷ 900 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Và anh chị cô chú nào quan tâm đến em nó, chúng ta chỉ bốc máy liên hệ trực tiếp về tới Nhà Đất Bá Hưng. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới nha. Một căn nhà tọa lạc tại trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15 Tân Bình. Vị trí ở khu vực này rất là hiếm nhà nha quý vị. Nhà mình hẻm xe hơi, hẻm 6m, xe hơi đi vào nhà thoải mái. Cầu thang thì được ốp đá kim sa đen, chạy led, tay vịn gỗ sồi Nga và sử dụng kính cường lực dày 10 ly. Phía dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh và gương led. Ở đây thì ốp gạch cao đụng trần này, có giếng trời và tặng bàn ăn, có tủ rượu phía ngoài cũng như là tủ bếp của An Cường, dán kính và ốp đá, tặng bếp điện tử. Đấy, căn nhà thì đang được anh chủ nhà giao chỉ có 5 tỷ 9 thôi, ngang 4m2, sâu vào 11m. Căn nhà mình xây dựng hết đất. Hẻm xe hơi nha quý vị. Một căn nhà một trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chỉ có giá bán 5 tỷ 900 triệu đồng. Quý vị nào quan tâm đến em nó, chúng ta chưa bốc máy liên hệ trực tiếp về tới bên Nhà Đất Bá Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của bên em nha. Căn nhà khá là đẹp nha quý vị. Nhà xây mới, sổ hồng riêng, hoàn công, sổ sách thì đủ hết rồi. Chỉ chờ quý vị đến mua và sở hữu em nó thôi. Khá là đẹp nha, cầu thang đúc rộng 90, chạy đèn led, tay vịn gỗ sồi và sử dụng đá kim sa đen. Di chuyển lên khu vực lầu 1 sẽ là không gian phòng ngủ 1-2. 4 phòng ngủ nha, sẽ có 3 phòng có nội thất, ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 80. Tặng lại giường, nệm, tủ quần áo, kệ tivi, gỗ An Cường, gỗ óc chó nha anh chị. Có máy lạnh sáp và nhà thì xây dựng hết đất, có một chút ban công thôi. Khoảng tầm 50 phân ban công thôi. Cửa nhôm Sinfa, cửa lùa, rèm cửa đầy đủ hết rồi. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở nha. Đấy, căn nhà cực kỳ đẹp. Giá rẻ, nằm ngay tại trục đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15 Tân Bình. Toilet thì có bồn cầu khối, lavabo rửa mặt, gương led và gạch ốp cao lên đụng chân, vòi inox. Các cửa sổ ra giếng trời. Phía bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Chúng ta có hết nội thất rồi. Đấy. Mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi nha. Đấy, căn nhà khá là đẹp luôn. Đấy, giá bán cực kỳ hợp lý, cực kỳ là thơm ngon. Chỉ có
5 tỷ 9 thôi, vẫn còn thương lượng, hẹp xe hơi nha quý vị. Di chuyển lên trên lầu 2 sẽ là phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Phòng đằng trước này trống nha anh chị. Đấy, căn nhà giá bán khá là rẻ, khá là thơm. Tọa lạc ngay tại trục đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15 Tân Bình, sát với đường Trường Chinh và gần với khu công nghiệp Cống, khu công nghiệp Tân Bình. Này thì gần gần với khu vực ngã ba đường Cộng Hòa và đường Trường Chinh nha anh chị. Đấy, toilet làm khá là đẹp luôn. 4 phòng ngủ 3 vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ số 4 nha. Phòng này có nội thất. Đây, nội thất khoảng tầm 300 triệu đồng. Và di chuyển lên trên chúng ta sẽ đến với không gian sân thượng trước sau. Ở khoảng phía trên đây thì chủ nhà cũng chưa làm phòng thờ. Đây, đang để sân thượng trống, về chúng ta chỉ bố trí làm phòng thờ nhé. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt phơi đồ, cũng đang để trống luôn. Ốp gạch rồi. Trên thì có bình nước Tân Thành 1 lít. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.